chương 4. Vả, tôi nói rằng người kế tự giàu là chủ của mọi vật, mà đương còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi. Phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu, phải phục dưới các lề thói của thế gian. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại, vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng, A-ba, cha, dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con, và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần, nhưng hiện nay, anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu, nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em, hãy còn giữ ngày tháng, mùa, năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, vì tôi cũng như anh em. Anh em không làm hại gì cho tôi. Anh em biết rằng, ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu, anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu có thể được thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo cho anh em, lại trở nên thù nghịch cùng anh em sao? Những người đó vì anh em mà xúc sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em xúc sắng vì họ. Có lòng xúc sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế, không những khi tôi có mặt giữa anh em. Hỡi các con, vì các con mà ta chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con, ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói. Vì về việc các con, ta rất là bối rối, khó xử. Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp, há không nghe luật pháp sao? Vì có chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. Nhưng con của người nữ tôi mọi sanh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sanh ra theo lời hứa. Cả điều đó có một nghĩa bóng. Hai người nữ đó tức là hai lời giao ước. Một lời giao ước tại núi Sinai sanh ra để làm tôi mọi, ấy là nàng Aga. Vả, Aga, ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, khác nào như thành Jerusalem bây giờ. Thành đó với con cái mình đều làm tôi mọi, nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép, hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bật tiếng reo cười. Thì con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta cũng như Isaac là con của lời hứa. Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.